là cửa ngõ quan trọng kết nối các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ. Long An hiện đang khoác lên mình chiếc áo của màu sắc đô thị mới, đô thị dịch vụ và công nghiệp. Toàn tỉnh Long An được quy hoạch với hơn 15.000 hectare đất công nghiệp với dân số gần 2 triệu người. Tổng nhu cầu sử dụng nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất trên toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 600.000 mét khối một ngày. Riêng Đức Hòa và Bến Lức là hai huyện có tổng nhu cầu sử dụng nước sạch chiếm tỷ lệ trên 50%. Cụ thể, từ sau năm 2030 lên đến trên 300.000 mét khối một ngày. Nắm bắt được tình hình và xu hướng của thời đại, cùng với sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, công ty Phú Mỹ Vinh đã từng bước đầu tư và xây dựng các nhà máy và hệ thống tuyến ống theo lộ trình và nhu cầu phát triển của các khu công nghiệp, khu đô thị trong vùng huyện Đức Hòa và huyện Bến Lức theo chủ trương xã hội hóa ngành cấp nước sạch của tỉnh. Khởi đầu là dự án nhà máy nước ngầm Đức Hòa 3 có công suất 15.000 mét khối một ngày, được đưa vào hoạt động năm 2010, phục vụ cho hoạt động sản xuất của các khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp Đức Hòa 3. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm khu vực huyện Đức Hòa trữ lượng không nhiều, chất lượng không ổn định và có chiều hướng ngày càng ô nhiễm. Nếu khai thác quá mức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa tầng trong khu vực. Nhà máy cấp nước Hòa Khánh Tây sử dụng nguồn nước mặt từ hồ Dầu Tiếng ra đời là một quyết định đúng đắn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và công ty Phú Mỹ Vinh. Nguồn nước mặt từ hồ Dầu Tiếng có trữ lượng dồi dào, chất lượng nước rất tốt để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp. Tổng lưu lượng nước thô từ hồ Dầu Tiếng được Bộ Nông nghiệp cấp cho công ty Phú Mỹ Vinh để phát triển các nhà máy cấp nước tại Long An là 300.000 mét khối một ngày. Trong đó, nhà máy cấp nước Hòa Khánh Tây được phê duyệt với công suất thiết kế hai giai đoạn là 80.000 mét khối trên ngày đêm với tổng số vốn đầu tư là 74 triệu đô la Mỹ. Năm 2016, công ty Phú Mỹ Vinh đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án hệ thống cấp nước Hòa Khánh Tây với công suất giai đoạn 1 40.000 mét khối trên ngày. Đây là dự án sử dụng nguồn nước mặt đầu tiên và lớn nhất của tỉnh Long An ở thời điểm này để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp của huyện Đức Hòa. Với mục tiêu của tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, huyện Đức Hòa sẽ trở thành đô thị loại 3 và là thành phố trực thuộc tỉnh. Điều này càng làm vấn đề phát triển hạ tầng đô thị, tập trung các dự án trọng điểm của huyện Đức Hòa trở nên cấp bách. Nước sạch một lần nữa lại trở thành nhu cầu then chốt hơn. Năm 2020, công ty Phú Mỹ Vinh đã tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án hệ thống cấp nước Hòa Khánh Tây, nâng công suất lên 80.000 mét khối trên ngày, phục vụ bổ sung cho huyện Đức Hòa, đồng thời phát triển hệ thống cấp nước đến khu vực Bến Lức theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Tháng 11 năm 2022, nhà máy cấp nước Hòa Khánh Tây giai đoạn 2 đã được xây dựng hoàn thành và chính thức đưa vào vận hành khai thác. Nhà máy cấp nước của Phú Mỹ Vinh luôn được trang bị máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại được nhập khẩu từ các nước tiên tiến như Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc. Vì vậy, chất lượng nước sạch đầu ra luôn tốt hơn quy chuẩn của Bộ Y tế về tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt, quy chuẩn VN01-1-2018 Bộ Y tế. Hệ thống tuyến ống được sử dụng là loại có chất liệu tốt nhất hiện nay cho ngành nước sạch. Công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng đường ống cấp nước và công tác dịch vụ khách hàng luôn được chú trọng và mang đến cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất. Giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho kế hoạch phát triển trong vùng phục vụ đã cam kết với Ủy ban huyện Đức Hòa và huyện Bến Lức, Phú Mỹ Vinh đã có định hướng mở rộng nâng năng suất nhà máy cấp nước Hòa Khánh Tây thêm các giai đoạn 3, 4 lên 150.000 đến 200.000 mét khối trên ngày. Trước mắt, giai đoạn từ nay đến năm 2025, Phú Mỹ Vinh sẽ thực hiện việc chuyển đổi nhà máy nước ngầm Đức Hòa 3 từ khai thác nước ngầm thành nhà máy sử dụng nước mặt từ hồ Dầu Tiếng có công suất 30.000 mét khối trên ngày để phục vụ cho khu công nghiệp Đức Hòa 3. Với cơ sở hạ tầng sẵn có, nhà máy nước ngầm Đức Hòa 3 sẽ rất thuận lợi cho việc tận dụng và chuyển đổi sang công nghệ xử lý nước mặt với chi phí đầu tư hợp lý và giá nước sạch thấp nhất. Với trách nhiệm xã hội, Phú Mỹ Vinh cam kết tuân thủ các giá trị cộng đồng, bảo vệ môi trường bằng việc sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời và hướng đến phát triển bền vững, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Phú Mỹ Vinh còn thường xuyên quan tâm đóng góp hỗ trợ cho các chương trình an sinh xã hội vì người nghèo do huyện Đức Hòa và tỉnh Long An tổ chức. Phú Mỹ Vinh tin rằng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo cùng sự đồng hành, hỗ trợ của các sở ban ngành của tỉnh Long An, bên cạnh đó là những định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Phú Mỹ Vinh sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước, khẳng định vị thế số 1 trong lĩnh vực đầu tư, khai thác và cung cấp nước sạch tại tỉnh Long An.